Xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là chi tiết giá lăn bánh trên từng các phiên bản của mẫu xe Volvo S90 2022 đang được Volvo Việt Nam phân phối ở tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra, Auto Việt Nam sẽ ước tính chi phí tối thiểu để giúp cho quý vị có thể cân đối được tài chính nếu có ý định mua xe ô tô trả góp. Xin mời quý vị theo dõi. Ngày 10 tháng 12 năm 2021, Volvo Việt Nam cho ra mắt S90 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh với một biến thể duy nhất, đó là Volvo S90 B6 AVKD Encryption sử dụng động cơ My Hybrid với mức giá bán niêm yết là 2 tỷ 200 triệu đồng. Đây cũng là biến thể trục cơ sở kéo dài, xe được nhập khẩu trực tiếp tại Malaysia. Xe được định vị nằm trong phân khúc sedan hạng sang cỡ trung. Volvo S90 2022 là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với những cái tên như BMW 5 Series, Mercedes-Benz E-Class, Lexus GS và Audi A6. Dù không sở hữu doanh số khủng, nhưng Volvo S90 vẫn được người tiêu dùng Việt Nam đánh giá cao và việc giành được giải thưởng xe sang cỡ trung gầm thấp năm 2021 do báo điện tử VN Express tổ chức là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này. Quý vị lưu ý, giá lắp bánh của Volvo S90 sau đây chưa trừ khuyến mại, nhưng đã bao gồm đầy đủ các chi phí như lệ phí trước bạ từ 10-12% đối với dòng xe nhập khẩu, phí biển số, phí đăng kiểm, phí đường bộ, bảo hiểm bắt buộc. Volvo S90 B6 AVKD Encryption có mức giá bán niêm yết là 2 tỷ 200 triệu đồng, giá lăn bánh tạm tính tại Hà Nội khoảng 2 tỷ 495 triệu đồng, tại các tỉnh thành có mức thuế trước bạ là 12% là 2 tỷ 473 triệu đồng, tại các tỉnh thành có mức thuế trước bạ là 10% là 2 tỷ 425 triệu đồng. Để mua được phiên bản này trả góp, quý vị phải có trong tay tối thiểu từ 755 tới 760 triệu đồng, đã bao gồm tiền đối ứng ngân hàng và chi phí đăng ký xe. Xe sở hữu kích thước dài rộng cao lần lượt là 5090mm x 1903mm x 1450mm, chiều dài trục cơ sở đạt 3061mm. Với những thông số này, S90 không chỉ rộng hơn hẳn so với các đối thủ cùng phân khúc, mà còn có phần to lớn hơn so với thế hệ tiền nhiệm, hứa hẹn sẽ mang đến không gian nội thất vô cùng rộng rãi cho người sử dụng. Nhìn trực diện ở phần đầu xe, S90 sở hữu một bộ lưới tản nhiệt được thiết kế lõm vào bên trong, bao gồm nhiều thanh chrome xếp dọc. Phần logo được đặt ở vị trí trung tâm nổi bật với một đường gạch chéo, tạo nên sự đặc trưng độc đáo cho mẫu xe này. Ấn tượng nhất ở phần đầu xe đó chính là cụm đèn pha được ứng dụng công nghệ full LED hiện đại. Đi kèm với đó là giải đèn LED định vị vào ban ngày vô cùng đẹp mắt, được thiết kế theo hình cây búa, vũ khí của thần sấm thò. Với kích thước chiều dài lên tới 4963mm, mẫu xe này cũng mang đến một thân hình vô cùng đẹp mắt và cuốn hút. Volvo S90 có thiết kế phần mui xe khá dài và thoải. Bên cạnh đó, phần nóc xe khá dốc, mang hơi hướng của những dòng xe coupe. Chính vì vậy, nó khiến cho chiếc xe thêm phần thu hút và sang trọng hơn rất nhiều. Gương chiếu hậu có thể chỉnh gập điện và được tích hợp đèn báo rẽ LED. Cùng với đó, tay nắm cửa đồng màu với thân xe tạo nên sự liền mạch và hài hòa. Mâm xe 19 inch được thiết kế đa chấu độc đáo, trông rất phù hợp với thân hình của S90. Phần đuôi xe có một vài những chi tiết tinh chỉnh khá nhỏ so với thế hệ tiền nhiệm trước đó. Như cụm đèn hậu LED được thiết kế giống như chữ L, rất bắt mắt. Đi cùng với đó là nhiều đường gân sắc cạnh khỏe khoắn. Nẹp ở càn sau là một sợi chrome thanh mảnh. Ngoài ra, cụm ống xả kép hình chữ nhật nằm cân xứng hai bên, được bao phủ bởi một màu sắc kim loại sang trọng đặt ẩn vào bên trong. Dựa trên phong cách Scandinavia đặc trưng của Bắc Âu, cabin xe được trau chuốt một cách tỉ mỉ cùng với chất liệu cao cấp, mang lại cảm giác sang trọng và lịch lãm. Ở vị trí ghế lái, sự sang trọng mà Volvo S90 2022 đem đến cho các bạn đến từ nhiều chi tiết cao cấp như bề mặt táp lô bọc da mềm, viền bên ngoài là các đường mạ chrome sáng bóng, kết hợp cùng với gỗ walnut tự nhiên ở bệ điều khiển trung tâm, trên táp lô và bên trên táp phi cánh cửa. Phần tay lái của xe được thiết kế nhẹ nhàng, đơn giản, vành vô lăng nhỏ giúp cho tổng thể trở nên hài hòa và tinh tế hơn bao giờ hết. Ghế trước có độ thoải lớn, mặt ghế ngả về phía sau, đi cùng chất đệm êm ái mềm mại, đệm đùi cao cho cảm giác cực kỳ dễ chịu. Ngoài ra, các ghế còn có tính năng chỉnh điện và nhớ vị trí. Khu vực phía sau dành riêng cho những ai thích cảm giác hưởng thụ. Người có chiều cao trên 1m80 có thể ngồi tự do, mà khoảng cách từ đầu gối đến ghế trước vẫn dư giả tầm 15-20cm. Toàn bộ ghế trong xe đều được sử dụng chất liệu da Nappa đục lỗ với hệ thống thông gió, đem tới cho người ngồi sự mát mẻ và độ thư giãn cao nhất. Về phần tiện nghi, khả năng làm mát của xe được nhiều khách hàng đánh giá rất cao, phù hợp với điều kiện nhiệt đới ở Việt Nam.
Xe được trang bị hệ thống điều hòa tự động 4 vùng độc lập, tương ứng với 4 vị trí ghế ngồi. Kết hợp với đó là hệ thống lọc không khí Clean Zone cho bầu không khí tinh khiết, trong lành hơn. Ngoài ra, xe còn có những tính năng ấn tượng khác như màn hình cảm ứng điều khiển trung tâm Sensor trí ninh tích hợp với Apple CarPlay, Android Auto cùng đồng hồ tháp lô 12 inch, hệ thống âm thanh Bose Whisking, chìa khóa thông minh bọc da cao cấp, cửa sổ trời chỉnh điện, hệ thống hiển thị thông tin trên kính chắn gió. Volvo S90 được trang bị động cơ V6, sử dụng công nghệ mild hybrid, cụm pin 48V ở cốp sau sẽ bổ trợ cho động cơ xăng 2.0 lít, sản sinh ra công suất 320 mã lực, mô men xoắn cực đại đạt 400 Nm. Xe sử dụng hộp số 8 cấp Gistonic với thuật toán vô cùng thông minh cho khả năng sang số cực nhạy. Đi kèm với đó là hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AVKD. Điều này giúp cho xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 chỉ trong vòng 5,9 giây trước khi chạm mốc tối đa là 230 km/h. Về phần an toàn, Volvo S90 khiến người dùng luôn yên tâm khi vây quanh họ là hàng loạt công nghệ tân tiến hàng đầu trên thế giới, trong đó bao gồm 10 túi khí, hệ thống kiểm soát hành trình thông minh, hệ thống cảnh báo va chạm phía trước, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống cảnh báo lệch làn đường, camera hỗ trợ đỗ xe, chế độ hỗ trợ đỗ xe, hệ thống hỗ trợ lái, hệ thống cảnh báo điểm mù, camera 360 độ, cảm biến xung quanh xe. Vừa rồi là những chia sẻ chi tiết về chiếc xe Volvo S90 2022. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.